Hey, what's going on YouTube? Hiện giờ đang là 2 giờ chiều vào ngày mùng 7 tháng 3 ở bên Mỹ và là ngày mùng 8 tháng 3 ở Việt Nam. Tối hôm nay Ben có một cuộc hẹn với lại những người bạn ở trên New York để hang out, đi ăn và catch up. Đáng lẽ ra ngày hôm nay Ben không định làm cái video nào cả, chỉ muốn dành thật nhiều thời gian để đi chơi với bà Lùn và hang out ở trên New York thôi. Ban nãy khi chuẩn bị xong hết, Ben sờ vào các túi quần và túi áo của mình thì Ben thấy là ngày nào mình cũng mang theo những cái đồ này, tại sao không làm một cái video để chia sẻ với các mọi người về tất cả những cái đồ mà Ben mang khi đi ra ngoài đường, bởi vì đây cũng là những đồ mà gần như Ben mang theo mình hàng ngày và thường xuyên, everyday. Nhưng mà bởi vì ngày hôm nay là ngày mùng 8 tháng 3 nên dĩ nhiên Ben không thể chỉ làm video về những đồ của Ben được, mà phải làm cả về những đồ của một người phụ nữ ở trong nhà nữa. Thế là Ben quyết định hỏi Lùn xem Lùn có muốn vào video để show với các mọi người tất cả những món đồ mà bà Lùn mang ra ngoài đường mỗi một ngày hay không. Và rất may bà Lùn vừa mới chuẩn bị xong. Bây giờ Ben và Lùn sẽ show với các mọi người tất cả những món đồ mà Ben với Lùn mang ra ngoài đường mỗi một ngày. Ok, nhưng mà trước tiên phải có sự xuất hiện của bà Lùn đã. Xin chào anh em. Bà Lùn muốn show đồ của bà Lùn trước hay để anh show đồ của anh trước? Bây giờ thôi trước đi. Thật ra là Ben cũng có rất là ít đồ thôi, bởi vì mọi người biết là con trai cũng chỉ có mỗi 2 túi quần thôi, và cùng đó nó sẽ mặc thêm một số những cái áo khoác nữa thì mình có chỗ để mà để đồ được. Lúc nào túi quần trái và túi quần phải của Ben cũng có những món đồ y hệt như nhau thôi, bởi vì Ben có một thói quen là khi mà đi ra ngoài đường thì lúc nào cũng phải sờ vào túi quần trái và túi quần phải. Nếu mà thiếu bất cứ một món đồ gì thì Ben biết là holy crap, vừa mới mất cái món đồ đấy rồi. Ok, ở túi quần bên trái đầu tiên thì ở đây Ben có 3 món đồ, lúc nào Ben cũng để 3 món đồ ở đây. Và món đồ đầu tiên mà Ben có trong túi quần đấy chính là một cái card holder. Đây là một cái giống như là một cái ví để thẻ, và cũng có thể để một ít tiền mặt nữa. Lúc nào thì Ben cũng để khoảng tầm một vài tờ tiền mặt ở trong cái card holder này thôi, bởi vì Ben cũng rất là ngại dùng tiền mặt, thế nên là gần như lúc nào Ben cũng để tất cả những cái thẻ ở bên trong này. Và đây thì lúc nào Ben cũng chuẩn bị sẵn ít nhất là 4 cái thẻ của ngân hàng, để chẳng may cái thẻ nào mà không tiêu được, đến đấy họ không chấp nhận những cái thẻ American Express, chẳng hạn như cái thẻ này Ben có ở đây, thì Ben phải ngay lập tức có một cái thẻ khác để mà có thể back up cho vấn đề thanh toán được. Ở bên trong này thì Ben cũng có rất là nhiều những cái ID khác, chẳng hạn như là bằng lái xe và thẻ bảo hiểm. Nói chung là chỉ có một vài cái thẻ ở bên trong này thôi. Đây là một cái card holder của hãng Goyard mà Ben rất là thích. Trước đây thì Ben không có thói quen sử dụng những cái ví nhỏ như vậy, và ban đầu khi mà quen Lùn thì Ben còn sử dụng một cái ví rất là dài, bởi vì mốt vào thời điểm đấy thì ai cũng sử dụng một cái ví dài và cứ cầm ở trên tay. Nhưng mà sau một thời gian thì Ben thấy là cái ví đấy quá là tốn diện tích và cũng rất là hay quên nữa, bởi vì nó không thể nhét vào túi quần. Đặc biệt là một người như Ben, Ben không bao giờ nhớ một cái gì cả, thế nên là tất cả mọi thứ Ben đều phải để ở trong túi quần, không thì khả năng mất sẽ rất cao. Trước đây thì Ben sử dụng cái ví bình thường này. Đây là một cái ví mà Ben cũng đã sử dụng phải đến 10 mấy năm rồi, và đây là một cái ví bình thường, nó một cái ví gập ra gập vào của Gucci. Và ở bên trong này hiện giờ thì Ben lại để những cái thẻ khác, chẳng hạn như thẻ bảo hiểm hay là một số những cái tờ tiền may mắn nữa. Đây là một cái tờ tiền 2 đô vào năm 1963. Ở đây thì Ben cũng có một tờ 2 đô khác nữa. Đây là một tờ 2 đô rất là hiếm vào năm 1953. Hai món đồ tiếp theo mà Ben để ở trong túi quần trái, đầu tiên là chiếc điện thoại. Lúc nào Ben cũng phải mang theo cái chiếc điện thoại này. Như Ben đã chia sẻ với các mọi người ở video mà Ben làm về công nghệ trước, thì điện thoại bây giờ đối với con người giống như là một bộ phận ở trên cơ thể ấy, và cũng giống như là một siêu năng lực của con người ấy. Nếu mà không có chiếc điện thoại này thì thật sự luôn một con người sẽ bị thiếu hụt đi biết bao nhiêu thứ. Không phải là chỉ mạng xã hội và những vấn đề giải trí, mà còn là những công cụ để mà có thể giúp cho con người có thể làm được rất nhiều việc nữa. Đặc biệt là khi mà mọi người có một cái ý tưởng nào đấy và cần phải viết cái ý tưởng đấy vào, thì điện thoại sẽ là cái mà nhanh nhất và tiện nhất để có thể viết được. Mặc dù Ben cũng viết những ý tưởng vào một cuốn note bình thường nữa. Chưa kể là làm những phép tính ở trên điện thoại, và gọi Uber, gọi Grab, gọi rất là nhiều những cái mà on demand. Thật sự là giống như một siêu năng lực mà. Nếu mà có một chiếc điện thoại thì làm được rất nhiều thứ, chụp ảnh, quay phim và rất nhiều thứ. Ben nghĩ là ai cũng có một chiếc điện thoại trong túi quần hoặc là mang theo mình. Và món đồ cuối cùng ở bên túi quần trái, đấy chính là một chiếc sạc dự phòng. Lúc nào Ben cũng phải mang theo cái sạc dự phòng này. Đây là một cái sạc dự phòng Mofi của Supreme. Một điểm Ben đặc biệt thích ở chiếc sạc dự phòng này, đấy là chiếc sạc dự phòng này rất mỏng. Đây là một cái thiết bị hoàn toàn có thể để vào trong túi quần được. Và trong túi quần trái của Ben lúc nào cũng có 3 món đồ này. Đây là 3 món đồ cũng khá là mỏng thôi. Ben cũng có thể để vào khi mà mặc những chiếc quần jeans nữa. Hiện giờ thì Ben đang mặc một cái quần sweatpants, thế nên là không quá vướng chỗ và không quá bị chật. Nhưng mà đây, như mọi người có thể thấy, đây là 3 món đồ rất là mỏng thôi. Sao cái quần con trai để được nhiều thứ ấy hả? Ở bên phía quần phải thì Ben có một số những đồ gọi là những đồ khá là nhỏ linh tinh, và bởi vì Ben là một người thuận tay phải, thế nên là lúc nào Ben cũng để những cái đồ mà cần phải lấy nhanh và với nhanh vào túi quần bên phải. Ok, đầu tiên thì Ben có một cái AirPod. Đây là một cái tai nghe mà lúc nào Ben cũng phải cầm theo, bởi vì chẳng may nếu mà có một cái gì đấy cần phải nghe ngoài đường hoặc là đi đến một nơi nào đấy mà mình muốn zone in một tí, thì đây lúc nào cũng là cái tai nghe mà Ben sử dụng để mà cắm vào tai. Đây là một cái tai nghe rất là nhanh gọn, chỉ cần lấy ra nhét vào tai là đã có thể nghe được tất cả những gì mà xảy ra trong điện thoại của mình rồi. Ngoài ra thì Ben cũng sử dụng rất nhiều để mà có những cuộc FaceTime hay là những cuộc conference call đối với cả những đối tác hay là những người bạn, để trao đổi mà không gian quá là ồn hoặc là mình cần một chút riêng tư. Thì đây là món đồ đầu tiên ở bên túi bên phải. Món đồ tiếp theo, đây là một món đồ mà Ben nghĩ là ai cũng có, đấy chính là một cái chìa khóa xe và chùm chìa khóa nhà. Đây là một thứ rất quan trọng với mình, tại vì cái cửa nhà mình là cửa tự sập. Chuẩn luôn, nếu mà lúc nào mà quên cái này thì xác định là sẽ bị lock out ra khỏi nhà luôn, bởi vì đây là một cái cửa rất là dở hơi, sập vào một cái là tự động nó sẽ đóng, và cách duy nhất để mà có thể mở được cái cửa này ra là bằng cái chìa khóa này. Trước đây thì Ben với Lun cũng đã từng ở những cái nhà mà đóng cửa và là sập ngay, nhưng mà hầu hết là có mở bằng vân tay hoặc là mở bằng mã, thế nên là cái vấn đề chìa khóa không quá quan trọng. Nhưng mà thật sự khi chuyển đến cái nhà mới này, nếu bị quên cái chùm chìa khóa ở trong nhà thì coi như là bị lock out khỏi nhà luôn. Ok, và một món đồ tiếp theo mà Ben đã chia sẻ với các mọi người rất nhiều, đấy chính là chiếc bật lửa này. Đây là một chiếc bật lửa của Supreme collab với lại Zippo. Đây là một cái bật lửa mà Ben rất là hay sử dụng, và cái bật lửa này cũng đã gắn bó với Ben rất nhiều, trải qua với Ben rất nhiều những chặng đường. Mỗi tội là hôm nay hết ga. Cái bật lửa này rất là đáng ghét, chỉ để không thôi cái bật lửa này cũng có thể hết xăng được. Thế nên là nói chung đây là một cái bật lửa mà đã gắn bó với Ben rất là nhiều, qua rất là nhiều những chặng đường, cùng với lại rất nhiều những người anh em mà đã bắt đầu câu chuyện bằng chiếc bật lửa này. Đây là một cái bật lửa mà đã gắn liền với Ben rất là nhiều. Ngoài ra thì không biết là đến bao nhiêu lần Ben đã tưởng là mình đã mất cái chiếc bật lửa này rồi, nhưng mà cuối cùng thì vẫn tìm ra. Thế nên là đây là một cái bật lửa có giá trị rất là gắn bó và rất là ý nghĩa về Ben. Ben không nhớ là có ai nói, hình như bà Lùn nói là khi mà đi ra ngoài đường mang theo một cái bật lửa thì cũng rất là may mắn nữa. Và thật sự thì cứ mỗi lần mà Ben quên cái bật lửa này ở nhà là y rằng ngày hôm đấy là một ngày Ben trip. Ok, và hai món đồ cuối cùng mà lúc nào Ben ra ngoài đường mình cũng phải mang theo. Đầu tiên đấy chính là nước nhỏ mắt. Ben và Lùn đều là những người mà đã mổ mắt rồi, nhưng mà mắt của Ben có phần khô hơn Lùn rất là nhiều, bởi vì Ben lúc nào Ben cũng phải nhìn vào màn hình điện thoại hay là nhìn vào màn hình máy tính để mà edit, hoặc là nhìn vào những cái màn hình chẳng hạn như cái màn hình của cái máy camera này. Thế nên là mắt của Ben lúc nào cũng rất là yếu. Và nếu mà có hai thứ Ben trân trọng nhất ở trên cơ thể của mình, đấy chính là đôi mắt và bàn tay, bởi vì đấy là cái mà giống như là đấy là một cái điều mà mình không thể thiếu được cho công việc của mình. Thế nên là lúc nào khi ra ngoài đường mình cũng phải mang theo nước nhỏ mắt. Đây là một cái loại nước nhỏ mắt của một hãng tên là Bosch & Lomb. Đây là một hãng của Đức. Trước đây thì nói thật Ben cũng vẫn dùng cái nước nhỏ mắt bình thường nữa, chứ không phải là Ben chỉ dùng cái loại này. Nhưng mà Ben thích cái loại này, Ben prefer cái loại này hơn là cái loại nhỏ mắt nhiều lần. Và ok, một món đồ cuối cùng mà lúc nào Ben cũng để ở bên túi bên phải, đấy chính là một cái crepe wipe. Lúc nào Ben cũng phải để ít nhất là một cái miếng crepe wipe này ở trong túi quần, bởi vì nếu mọi người là một sneakerhead thì mọi người biết là khi đi ra ngoài đường sẽ có rất là nhiều những mối hiểm nguy cho đôi giày của mình. Mình có thể đạp vào bất cứ cái gì, hoặc bất cứ cái gì có thể đạp vào mình, và có rất là nhiều những mối hiểm nguy mà sẽ dẫn đến đôi giày của bạn bị bẩn ngay lúc đấy. Và cách chữa cháy nhanh nhất cho đôi giày của bạn đấy chính là sử dụng một miếng crepe wipe này, và cứ thế lau một phát là xong. Ok con dê. Nhưng mà anh có thấy là anh mang ai đi ấy, mà toàn là em dùng không? Nói thật, không biết các bạn nữ khác thế nào, nhưng mà bà Lùn là một người không hề giữ giày. Chắc các bạn nữ khác cũng thế. Bà Lùn là một người mà khi đi ra ngoài đường ấy thì bà Lùn đi một đôi giày đúng như công dụng của một đôi giày. Bà Lùn không phải là một người yêu giày, bà Lùn đi đôi giày không một chút thương tiếc nào cả. Đối lập hẳn với Ben. Ben đi ra ngoài đường thì nếu mà hôm nào Ben đi một đôi giày mới ấy, thì lúc nào Ben đi chân như chân vịt ấy. Và lúc nào Ben cũng rất là giữ giày, thế nên là Ben lúc nào mang theo cái này ở ngoài đường, để chẳng may bạn của mình hay là bà Lùn bị bẩn giày thì mình còn những kiểu là Tên Than, anh hùng cứu giày. Thế nên đây là một món đồ mà lúc nào bạn cũng mang khi bạn đi ra ngoài đường. That's it, đây là món đồ cuối cùng rồi. Và bây giờ bà Lùn sẽ share với các mọi người tất cả những món đồ mà bà Lùn mang khi đi ra ngoài đường. Thật sự thì đàn ông đúng thật là đàn ông, họ mang thật là ít đồ. Còn đây là một tất cả đồ mà mình mang đi khi ra ngoài đường. Tất cả đồ mình mang cũng đi ít mà đều được. Không, à? Trong là túi thần kịp Doraemon đấy. Wow, đơn giản như vẻ bề ngoài ở đâu. Wow. Tất cả những đồ mà mình mang đi đều được đựng trong chiếc túi này. Đây chiếc túi mà mình mới mua và của hãng Off-White. Đây là một cái túi rất là minimal. Bà Lùn vừa bị chém một phát vào phía đằng trước của cái túi đúng không? Đúng vậy, nhưng mà không sao đâu. Vật dụng đầu tiên mà mình mang đi mỗi ngày đó chính là một chiếc card holder của SLP. Cái này em đã dùng được 1 năm rồi, nhưng mà mình cảm thấy vẫn rất là mới. Đây, vẫn chưa bị vết xước nào hết. Mà em dùng đồ rất là phá nhá. Bà Lùn có thấy là thế giới càng ngày càng muốn tối giản hóa đi những cái món đồ mà cầm theo hồi xưa ấy, kể cả túi của con gái cũng thế, những cái túi Philip Lim ấy, to đùng, rồi kể cả những cái ví ấy, dài ơi dài, xong rồi cồng kềnh ơi cồng kềnh. Bây giờ thì hồi xưa trend là đeo túi to, bây giờ trend đeo túi bé. Trong này đựng rất nhiều những loại thẻ này, thẻ bảo hiểm này, thẻ authentic của Ý này, thẻ ngân hàng và một chút tiền mặt ở bên trong này nữa. Đây là một vật dụng không thể thiếu hàng ngày của mình được. Nhiều người hỏi là khi mà mình sang Mỹ ấy, thì mình dùng thẻ nhiều hơn hay dùng tiền mặt nhiều hơn. Nhưng mà từ hồi ở Việt Nam thì mình đã dùng thẻ nhiều hơn rồi, tại vì cầm tiền mặt. Với cả hầu hết là ở Việt Nam nếu mà cần dùng đến tiền mặt thì có thể chạy ngay ra bất kể một cái ATM nào cực kỳ gần và có thể rút được tiền mặt ngay. Thực sự thì mình thấy là cái thẻ ngân hàng ấy đúng là phát minh vĩ đại của loài người. Bây giờ thì sắp có Apple Pay rồi, nhưng mà chắc là cũng phải mất thêm một thời gian nữa thì mới có thể thích nghi được với cả những... Việt Nam mình không dùng được cái Apple Pay ấy rồi ấy. Cũng chưa thể bắt kịp được với cả một cái hệ sinh thái ấy, còn quá là mới như thế. Vật dụng thứ hai không thể thiếu đấy chính là một lọ kem chống nắng. Nếu mình có một lời khuyên cho tất cả những bạn nam và các bạn nữ thì đó chính là phải bôi kem chống nắng. Kem chống nắng là một thứ không thể thiếu khi ra ngoài đường, hoặc là ngay cả khi ở nhà cũng thế thôi. Hãy nhớ một câu ấy là nếu bạn nhìn thấy nắng thì nắng sẽ nhìn thấy bạn. Và phải bôi kem chống nắng hàng ngày, trong nhà cũng phải bôi. Đây là cái lớp bảo vệ da mình khỏi tia UV. Thực sự thì mình bôi kem chống nắng không phải là vì sợ đen da đâu, mà là vì sợ những tác hại của tia UV. Ben cũng đã học được thói quen này của bà Lùn. Ben nhớ là vào những ngày đầu tiên khi mà quen nhau thì bà Lùn hỏi là anh có bôi kem chống nắng không? Mà hôm đấy mình thấy trời rõ râm, chả có một tí ánh nắng nào. Ben mới bảo là bình thường thì anh không, và đặc biệt là ngày hôm nay thì anh càng không, bởi vì làm gì có nắng. Thì bà Lùn mới bảo là thế là anh không biết rồi, nếu mà cứ có ánh sáng thì có nghĩa là có nắng. Và thật sự luôn, một trong những cái mà cải thiện da của Ben nhất có lẽ là việc bôi kem chống nắng. Và mọi người nhớ là nếu mà chưa bôi kem chống nắng thì từ bây giờ hãy bôi kem chống nắng, bởi vì đấy là một lớp bảo vệ, ít nhất là bảo vệ cho da mình khỏi tất cả tác hại bụi này, ánh sáng này, tia UV này. Nếu mà có một món đồ skincare quan trọng nhất phải đứng số 1 luôn thì có lẽ là kem chống nắng. Và sau khi đã dùng rất nhiều loại kem chống nắng thì mình thích nhất là loại này, bởi vì nó khô nhanh trên da này và không để lại những vệt trắng, không, và nó cũng rất là kiềm dầu nữa. Những bạn nào da dầu thì dùng được. Quá ghê. Đúng là túi thần kỳ của Doraemon. Không biết là ở bên trong này trông đợi còn cái gì nữa đây. Một vật dụng tiếp theo mà mình nghĩ là cả nam cả nữ hay là già trẻ gái trai ai cũng nên có trong túi quần, đó chính là một cái chỉ nha khoa, là cái floss của Oral-B. Cái này để phòng trừ thôi, những khi mình ăn uống ở ngoài đường ấy có dính cái gì trên răng thì có thể chưa bật toilet và dùng cái này để tút tát lại răng miệng. Và cái này có một vị bạc hà nhẹ nhẹ, không cay, cũng khá là thơm, ngọt, tất cả mọi người. Mọi người nên mua cái này nhá. Tại vì không phải lúc nào ra ngoài đường cũng mang theo cả một cái máy floss bằng nước to đùng được. Mà dùng tăm rất là hại, bởi vì tạo những cái hốc ở trong răng ấy. Nói chung mọi người chắc là cũng đã biết đến việc là không nên dùng tăm rồi. Nhưng mà cái floss này thì ở ngoài đường thì nhìn cũng hơi vào toilet được mà. Ở ngoài đường nếu mà dùng cái này thì hơi vô duyên, nhưng mà vào trong toilet thì cái này đúng là một thứ không thể thiếu được. Đặc biệt là vào những hôm ăn thịt ấy. Ăn thịt và những hôm mà ăn những cái món đồ mà rất là dắt răng luôn ấy. Không có này là chết đấy. Nice. Một món đồ tiếp theo hơi con gái một tí, đó chính là một hộp Kilian của Tom Ford. Ra bình thường thì mình cũng không mang cái Kilian này đi hàng ngày đâu, bởi vì hộp này cũng khá là to ấy. Nhưng mà hôm nay có một buổi đi chơi và có thể đi về muộn, nên mình cần bảo đảm là cái lớp make up của mình nó luôn được giữ như thế. Thế nên mình phải mang đi. Kilian là để làm gì? Là để kem nền đúng không? Kilian là phấn nước. Phấn nước à? Và sau khi dùng cũng khá các hãng. Kilian thì mình thích nhất là của Tom Ford. Kilian với cả cái gì nữa nhở? Foundation. Foundation có giống nhau không? Kilian, thật ra Kilian cũng là một loại foundation. Nhưng mà Kilian thì em nghĩ hợp với cả những loại da ít khuyết điểm. Nôm na như thế. Ben cũng biết về skincare, nhưng mà Ben mù tịt về những khoản make up, không biết một tí gì về những cái khoản make up luôn. Con trai thì cần gì biết. Thế mà hôm trước có một bạn nhắn tin anh hỏi là anh có bí quyết make up gì không mà tại sao da của anh nhìn lúc nào cũng được như thế. Mình bảo là Ben già là một người đàn ông chuẩn men, thật lại hỏi Ben già câu đấy. Thật ra là Ben không có một vấn đề gì với cả những bạn nam make up cả, chỉ có điều là nó không phù hợp với Ben thôi, nó không phù hợp với bản thân Ben thôi. Thế nên là kể cả những hôm mà da xấu da đẹp gì thì nó cũng là một phần của mình thôi, chứ không vì thế mà phải đắp một cái lớp lên mặt nhìn. Với cả anh nghĩ nó cũng rất là nặng luôn đấy. Nặng thì không nặng đâu, nhưng mà cảm giác nó cứ như kiểu là nó bị dày cộ, xong rồi nó không thoải mái ấy. Mình đang quen mặt mình được di chuyển cách YOLO rồi. Một vật dụng tiếp theo không thể thiếu đó chính là một loại thuốc nhỏ mắt. Cái này thì trái ngược với Ben già đấy. Thế à? Ben già là không dùng loại trong. Tại vì anh nhỏ mắt rất là kém, anh không nhỏ mà ngửa lên trên mắt ấy, và mở cái mắt ra và nhỏ thẳng vào mắt được, mà lúc nào anh cũng phải để vào cái khóe mắt. Thật ra thì cái của anh ý, cái khóe mắt nó hơi sắc. Đúng, cái khóe mắt nó hơi sắc. Em hơi sợ. Đây là một loại thuốc nhỏ mắt của Nhật, và rất tiếc là mình lại bóc mất cái nhãn hiệu em mất rồi. Nhưng mà đây là một loại thuốc nhỏ mắt rất là tốt, bởi vì ngày xưa mình và Ben già đều là những người mổ mắt ấy, mổ cận. Ngày xưa mình cận 7 độ cơ. Và cái công nghệ mổ cận lúc đấy dở thế. Bây giờ mắt rất là yếu và khô này, nhìn máy tính một lúc là mỏi này, và đến 5 giờ chiều là quáng gà. Công nghệ mà Ben và Lun mổ là công nghệ LASIK. Cái công nghệ đấy là một công nghệ tại vì nó cắt hẳn đi một cái lớp gì nhỉ? Lớp gì mạc ấy à? Lớp gì mạc ấy của mắt mà. Nhưng mà thôi, mình đã chót rồi thì phải theo đôi. Nếu mọi người cần thông tin của loại thuốc nhỏ mắt này thì cứ để lại ở phần comment nhé. Mình sẽ tìm cái tên này và trả lời mọi người, bởi vì lại rất là tốt. Nó như kiểu một cái nước mắt nhân tạo ấy, không là mắt mình bị cảm giác cay như kiểu là Viroto ở nhà. Bây giờ chắc là cũng ít người dùng cái Viroto đấy lắm, bởi vì cảm giác nó giống như, nó không phải là một cái nhỏ mắt ấy. Cảm giác nó như kiểu là một cái nước bạc hà mà nhỏ xong một cái là đã thấy. Em bé cứ hại ấy. Nó chỉ được lúc đấy thôi, một lúc sau mắt nó khô và nó cay dã man luôn ấy. Đây là một loại thuốc nhỏ mắt, nó gọi là nước mắt tự nhiên, hợp với những bạn mổ mắt hoặc là mắt yếu hoặc là mắt làm việc với máy tính nhiều. Nếu mọi người cần biết tên thì cứ comment nhé. Tuyệt vời. Và tiếp theo là toàn đồ con gái. Một chai nước hoa nho nhỏ của Jo Malone. Nếu có một căn bệnh, gọi là căn bệnh ám ảnh về mùi hương cơ thể, chắc là mình bị. Không đùa chứ. Ngoài việc đấy ra thì cũng phải chú ý đến vệ sinh cơ thể này. Phải chú ý đến vệ sinh cơ thể. Không có cách nào để mà mình có thể thơm được ngoài việc tắm thường xuyên, floss răng thường xuyên. Nhắc đến vấn đề đấy thì Ben không phải là lúc nào Ben cũng ra ngoài đường, Ben cũng mang theo cái này, nhưng mà lúc nào Ben cũng phải lăn nách. Các bạn trai và các bạn gái, các bạn lúc nào cũng phải nên lăn nách, kể cả một hôm trời khô ráo cũng nên lăn nách. Bởi vì đây là một cái mà sẽ khiến cho bạn tự tin hơn rất nhiều. Hồi xưa ấy có những cái quảng cáo mà của Dove với cả những cái quảng cáo mà những kiểu là lăn nách một phát cảm giác tự tin hơn ấy, thì đấy là cái cảm giác đấy. Thật sự luôn, đấy là cái cảm giác đấy. Khi mà ra ngoài đường ấy mà bạn chỉ cần ra mồ hôi ở nách hoặc là Mình nhắc đến cái từ nách nhiều quá nghe nó cứ phản cảm nhau ấy. Vùng da dưới cánh tay. Cánh. Vùng da dưới cánh tay. Thì các bạn lăn nách vào. Nói chung các bạn cứ lăn nách vào sẽ có cảm giác tự tin hơn. Đây là chai nước hoa của Jo Malone. Thật ra thì mùi này là mùi về... Đây là mùi gỗ. Cho người tí. Jo Malone này có một chai nước hoa mà tôi với các bạn lùn đợt đi sang Thái. Đấy là chuyến du lịch đầu tiên của Ben và lùn là đi sang Thái. Có một chai nước hoa và đấy là một chai nước hoa mà cho đến giờ Ben vẫn thấy là một chai nước hoa mùi thơm nhất. Đấy mùi lê. Đấy là một chai nước hoa mùi. Mình thích cái mùi này lâu rồi. Đây là mùi Woodshade and Sea Shot. Nhưng mà mình chỉ có chai to thôi và rất khó khăn khi mà tìm một cái chai nhỏ như thế này. Đáng yêu rồi. Để mang đi theo túi, mang đi trong túi hàng ngày. Nhưng mà một ngày đẹp trời thì tự dưng mình thấy ở trên Sephora ấy. Mà nếu mọi người chưa biết thì Jo Malone là một hãng nước hoa của Anh. Rất là thơm nhá, mọi người nên thử. Có nến nữa. Tinh dầu. Lotion. Jo Malone. Sản phẩm make up khác mà mình rất thích gần đây đó chính là một cái... Đối bên dài biết đây là gì? Chịu. Đoán đi. Đây là một cái bôi môi à? Nổ. Đây là... Chịu. Đây là một tuyếp má. Bên là biểu cảm cái mà. Con gái amazing. Glossier là một hãng make up startup mới của Mỹ và xu hướng của make up thế giới đang là rất là đậm. Thì Glossier lại thiên theo phong cách make up làm tự nhiên, là trong trẻo, hợp với cả những bạn nào mà thích phong cách make up trong trẻo và make up khi đi học này, đi làm nhá. Như bà lùn là một người make up nhẹ. Ra là mình rất là lười make up ấy. Nhưng mà dạo này lại thích hơn bởi vì thấy make up đúng là đặc quyền của con gái. Con trai đâu được make up đâu. Với cả cũng mất thời gian một xừ ấy. Nói thật chỉ vấn đề tóc tai rồi đã hết ngày rồi. Chứ đừng có nói là mặt mũi nữa. Đây là một cái má làm, đây là một cái má kem mà lên màu rất là tự nhiên. Nếu mà các bạn nữ đang xem cái video này thì nhất định là nên thử Glossier nhá. Nên màu có mấy màu cơ. Nhưng mà mình thì chỉ thích nhất là màu beam cam đào và màu puff là màu hồng. Nhìn giống tuyết kem đánh răng của Mavis nhỉ. Và vẫn lườm cuối cùng đấy chính là son. Không biết các bạn gái khác thế nào nhưng mà mình rất thích son. Và cũng không biết các bạn gái khác thì mang bao nhiêu thỏi son trong túi, nhưng mà mình thì lúc nào ra đường cũng phải mang ít 3 thỏi son. Và cái son đầu tiên đấy là cái son dưỡng của Chanel. Ghê. Xinh xắn không? Đây là một son dưỡng này là như nào? Là dưỡng môi ấy, như kiểu chapstick ấy. Nhưng mà cái loại này thì những loại anh hay dùng như kiểu chapstick với cả đu đủ ấy. Thì nó sẽ không giúp ăn son. Nó cũng giống như là son này thôi đúng không? Không. Tại vì về độ dưỡng ấy thì cái này dưỡng hơn, nhưng mà cái này thì giúp ăn son hơn. Thế á? Có nghĩa là đây là một lớp đánh ở bên dưới, rồi đánh khi môi đang khô ấy, rồi đánh tiếp cái loại son màu lên. Nói chung son cũng là một cái mà các bạn nam nên, có nghĩa là không nên dưỡng môi. Nói chung là bởi vì Ben để ý rất nhiều các bạn nam để cho môi của mình rất là khô và rất là thâm. Cái đấy nhìn nó rất là thiếu đẹp trai. Thiếu đẹp trai. Ben thì cũng không dùng quá nhiều những cái liên quan đến make up, nhưng mà những cái mà để dưỡng thì lúc nào mình cũng phải dùng. Một là mọi người có thể dùng cái này hoặc là mua Vaseline hoặc là mua cái cái đu đủ ấy. Không nhớ cái đấy gọi là gì nữa. Đấy, để hình đấy nha mọi người. Để hình ở đây. Khác với cả những loại son dưỡng như kiểu Ben già vừa cầm thì cái son này giúp cho mình giúp cho môi các bạn gái mềm hơn này, và khi đánh các loại son khác lên thì ăn màu hơn. Và nếu kể cả bạn không muốn đánh những loại son khác lên ấy thì cũng có thể dùng son này một mình, bởi vì có 3 tông màu thì mình có mua tông màu là tông màu medium, nghĩa là tông màu mà có thể đánh trên môi dù không make up, dù không đánh son khác lên, rất là tự nhiên lên màu hồng. Và tiếp theo là một cây son trong buổi chiều, đấy là cây son YSL Slim. Uầy, cái son này nhìn choảnh thế. Sao nó lại có thể xoay Em gọi đây là son chân dài. Wow, amazing. Màu mình dùng là màu số 21, là màu đỏ bình thường, là màu đỏ. Nói về son của YSL thì lúc nào cũng có một mùi hương, mùi hoa hồng rất đặc trưng và lên màu rất là chuẩn này, và bám màu rất là lâu. Và thỏi son cuối cùng cũng là... Hồi xưa bà Lùn có một thỏi son go to là thỏi son của Tom Ford nhỉ? Bây giờ chả thấy bà Lùn dùng nữa. Đều lãnh cung. Tình đã hết rồi. Mới còn hơn một năm trước là một thỏi son mà bà Lùn rất hay dùng. Bạc bẽo. Bạc bẽo thật. Và thỏi son mình hiện đang là son mình cưng nhất, mình thích nhất, và cũng là thỏi son mình nghĩ mình sẽ dùng cả đời. Cái này có gì khác với cả những cái son khác? Đẹp. Đùa thôi. Như mọi người có thể thấy thì đây là một cái son họa tiết chạm khắc à? Bên ngoài rất là đẹp, vỏ son rất là đẹp, và đầu son rất là... Đây là một cái son của hãng Kilian. Nếu mọi người có để ý đến nước hoa thì sẽ biết đến hãng Kilian. Kilian là một hãng nước hoa rất là nổi tiếng, là độc đáo và sang ở Pháp. Niche. Niche à? Niche. Và người sáng lập của Kilian là Kilian Hennessy, là Hennessy. Có phải cùng ông với cả... Ông rượu ấy. Thế á? Wow. Sao những người mà làm thiên về những cái rượu mạnh ấy, họ cũng đều có một cái... Vị giác tốt nào. Thính giác tốt nào. Và mình không muốn nói nhiều về hãng nước hoa Kilian này đâu, mình chỉ muốn nói về cái son này thôi. Thì đây là một cái son rất là đặc biệt, bởi vì có lẽ đây là cái son đầu tiên trên thế giới có mùi nước hoa. Thơm đấy. Thơm không? Khác với mùi hoa hồng trên những cái son của YSL, hoặc là những cái mùi kẹo ngọt của Dior, thì son của Kilian lại có mùi nước hoa, đúng như cái tên gọi, hay là đúng như cái signature của hãng. Thế á? Nhưng mà gần như đây là cái son đầu tiên trên thế giới có mùi nước hoa. Thơm ấy nhở? Mấy cái son này có dễ bị trôi không? Không. Có phải hay đánh lại không? Tùy thôi, nhưng mà những cái son như này có thể giữ được khoảng 7-8 tiếng. Và đây là cái son mà mình đang cưng nhất, và chính vì quá thích và mình đã mua gần như đủ các màu của hãng. Son thì lúc nào cũng phải đánh lên thì mới biết màu, đúng không? Đúng rồi, tại chứ vì... còn để ở trên thỏi thì không nhìn được, đúng không? Nhìn thế này có thể là màu hơi đậm đậm, nhưng mà lên nó lại màu khác. Và hôm nay chúng ta được mở mang về thế giới của phụ nữ nhân ngày mùng 8 tháng 3. Và đây là ba cái son mà mình không thể thiếu khi mang ra đường. Nhỏ gọn đấy chứ. Nhỏ gọn thôi mà, con gái thì chỉ có tần đấy đồ thôi. Và đấy là tất cả những đồ mà mình mang đi khi mà phải ra đường hàng ngày. Với những người khác khi mà không cần phải make up đậm, hoặc là cái ra đường không cần phải trang điểm nhiều, thì mình sẽ mang 3 cây son khác, nhưng mà vẫn là 3 cây. Nếu mà chỉ được mang 1 cây thì bà Lùn mang cây nào? Chỉ mang 1 cây á? Tất nhiên là cây son dưỡng rồi. Một tươi. Mày giải bóp bên này là một gì? Một thê, đó anh bóp thê. Chẳng ta xin đây là mũi. Không. Đâu, mày đùn. Đúng là nhân hôm nay ngày mùng 8 tháng 3 chúng ta được nở cái đầu về kiến thức về những thứ của con gái. Đàn ông nên hiểu phụ nữ một tí. Nhưng mà cũng không có cơ hội, tại bà Lùn làm cái video này người ta cũng mới biết đấy. Không thì làm gì có cơ hội, không lẽ hỏi em ơi trong túi của em còn những đồ gì cho anh xem nào. Quên, một vật dụng không thể thiếu với bất kỳ một ai khác, đó chính là điện thoại này đây. Điện thoại này đây. Không điện thoại này mình sẽ chết mất. Không đến nỗi mình là những con nghiện. Không, em nghiện. Em thừa nhận. Thật á? Ben không phải là một người nghiện điện thoại đâu, thật sự Ben có thể cả ngày mà không sờ được cái điện thoại, trừ khi là bởi vì Ben có một cái việc gì đấy Ben cần phải dùng cái điện thoại, như kiểu là gọi chung là ai đấy, hay là xem những cái nốt của mình, hay là khi mà có việc gì thì bên phải cầm cái điện thoại thôi, chứ bên cũng rất là ít khi cầm cái điện thoại. Mình biết là thói quen này nó không tốt, nhưng mà ai cũng thế thôi mà. Ở thế hệ này ai chả thế. Nhưng mà mình nghĩ ở thế hệ millennial này thì có lẽ ai cũng, rất nhiều người cũng bị nghiện điện thoại như mình. Nhưng mọi người cũng hãy nên bỏ điện thoại xuống và làm những thứ khác có ích hơn. Công nhận nhá, nhiều khi ấy, mình cầm cái điện thoại ấy, xong mình không đặt nó xuống được luôn ấy. Như kiểu ở trong điện thoại là một thế giới, và khi mà mình đặt điện thoại xuống một cái là mình nhìn thế giới và bảo ô, thế giới thật là đẹp. Những con người. Nhìn kìa những con người. Ồ, con chim đang bay. Con chim đang bay thật kìa. Ôi, nhiều chim nhỉ. Nhiều chim. Bà Lùn còn đồ gì nữa không? À, còn một món đồ cuối cùng mà lúc nào bên ra ngoài đường bên cũng phải mang theo. Đấy chính là kẹo cao su. Đây là một cái mà gần như không thể thiếu được khi mà đi ra ngoài đường. Bởi vì hôm nào mà bên thiếu kẹo cao su cũng giống như là thiếu lăn nách, cảm giác không tự tin một chút nào cả. Mặc dù Ben không phải là một người mà không giữ gìn vệ sinh răng miệng, nhưng mà bất kể khi nào mà có một cuộc gặp mặt hay một cuộc nói chuyện với bất kỳ một ai đấy mà mình mới gặp lần đầu thì dĩ nhiên khi mà có một cái miệng thơm tho mùi bạc hà cũng vẫn hơn là một cái mồm toàn mùi bún chả và và những cái món ăn mà mình vừa mới ăn xong, đúng không? French fry, burger. À, và ngoài ra thì nếu mà có thói quen nhai kẹo cao su nhiều ấy thì hàm, có nghĩa là trên mặt có u ngoài và u trong, thì cái u ngoài của bạn nhìn cũng sẽ đẹp hơn. Thật mà. Thật mà, hôm trước anh vừa mới xem một cái nghiên cứu xong. Nhưng mà cũng tùy thời điểm hơn, nếu mà cả ngày chỉ nhai nhóp nhép ấy thì bất lịch sự lắm. Bất lịch sự. Lúc nào cũng nhóp nhép, xong rồi vứt linh tinh ấy thì thôi. Thế nên là hồi xưa ấy, anh có thói quen anh sử dụng cái viên kẹo ấy, cái viên kẹo bạc hà ấy. Nhưng mà ăn cái đấy cảm giác nó cứ nhiều đường xong rồi nó... Không, cái đấy thì không có đường đâu, cái đấy không có đường đấy. Thế à? Nhưng mà cái đấy thì cảm giác nó cứ phách phách nhỉ. Ok, và chỉ có vậy thôi. Hôm nay nhân ngày mùng 8 tháng 3 thì Ben và Lùn chúc tất cả những chị em phụ nữ ở trên trái đất này có một ngày mùng 8 tháng 3 thật là vui tươi, thật là hạnh phúc. Hạnh phúc thì cũng nhiều nghĩa lắm, nhưng mà vui tươi này, ấm áp này. Chúc các chị em luôn xinh đẹp, trẻ mãi không già này. Em nghĩ là phụ nữ sẽ là già. Trẻ mãi không già. À, không bị béo nữa. Và có một ngày mùng 8 tháng 3 và không chỉ ngày mùng 8 tháng 3. Thật sự thì Ben nghĩ là ngày mùng 8 tháng 3 chỉ là để nhắc nhở cho chúng ta cần phải tôn vinh những người phụ nữ. Nếu có một lời mình muốn nhắn gửi đến con trai thì đấy chính là đừng chỉ quan tâm đến phụ nữ, đừng chỉ quan tâm đến mẹ và người yêu trong ngày mùng 8 tháng 3 mà hãy quan tâm trong cả năm. Cả năm. Bởi vì phụ nữ mùng 8 tháng 3 chỉ giống như là một ngày nhắc nhở mình là hãy yêu hơn, hãy yêu những người phụ nữ hơn. Còn cái việc đấy thì nên là việc hàng ngày, không phải là cả một năm đối xử tệ và không yêu gì người yêu gì vợ của mình, xong rồi tự dưng đùng một cái đến ngày mùng 8 tháng 3 đến ngày 20 tháng 10 là tặng hoa rồi post lên Facebook. Nó không đúng thật với cả cái ý nghĩa của những cái ngày như này. Những cái ngày như này đúng thật là chỉ nhắc nhở thôi, chứ không phải là dựa vào ngày hôm nay để mà làm những cái việc đấy. Nên làm cái việc để hàng ngày. Thực ra thì em nghĩ là phụ nữ sẽ thích được tặng hoa vào những ngày khác mùng 8 tháng 3 hơn. Nhưng mà thôi, cũng có những người mà đặt mục tiêu sống ảo cao hơn, thế nên là đành vào ngày mùng 8 tháng 3 là phải tặng hoa. Nhưng mà hoa và sô cô la nó giống như đã là một cái gì đấy, nó mang tính rất là biểu tượng của việc tặng quà cho người mình yêu ấy. Còn nhà mình thì cũng bình thường vẫn để hoa mà. Để hoa mà. Ok, thank you mọi người đã stay tuned cái episode lần này. Ngày hôm nay thì Ben và Lun có một buổi hẹn với lại những người bạn ở trên New York. Thế nên là ở episode lần này Ben và Lun chỉ có thể chia sẻ với các mọi người những cái chắc là cũng rất là đời thường như thế này. Và hy vọng là mọi người thích những cái video kiểu như thế này. Và cảm ơn mọi người đã ủng hộ khi thấy mình lên video nhiều, bởi vì mới cách đây một tháng thôi thì mình vẫn còn rất là sợ cái máy ảnh này. Nhưng bây giờ thì cũng đỡ sợ hơn một chút rồi. Nói thật, có lẽ nếu mọi người bị cái máy quay nó chĩa vào mặt, kể cả Ben cũng thế thôi, Ben là một người mà xuất hiện ở trên ống kính khá là nhiều, nhưng mà khi bị một ống kính nào đấy tự nhiên liêu qua một cái thì mình sẽ đứng tim, một pha đứng tim. Thôi, thank you mọi người đã stay tuned cái episode ngày hôm nay. Và chúc mọi người một ngày mùng 8 tháng 3 thật là tuyệt vời, thật là... với cả người mình yêu. Không có từ gì để diễn tả nữa. Nhưng mà thôi, cảm ơn mọi người đã xem cái episode lần này. Và hẹn gặp mọi người ở episode ngày mai. Like always, remember to live in style and stay fresh. Peace.